Xin chào bà con, chào các bạn. Bữa nay là ngày 7 tây tháng 6 năm 2024. Thì mình đang có một cái lứa chim công nó đang nở ở trong map á. Thì bữa nay mình cũng chia sẻ cho các bạn. Tại vì nó đang vô mùa chim công rồi đó. Mà các bạn biết là lúc này là nó đang vô cái mùa mưa nữa. Thường thường thì chim công nó đẻ ngay mùa mưa không à. Cho nên là mình cũng thường xuyên làm video để chia sẻ cho các bạn lưu ý một số cái điểm khi mà các bạn mua chim công con á, các bạn nuôi ấm chim công con á. Thì đầu tiên bữa nay là vô, mời các bạn tiếp tục vô cái máy ấp của mình để mà tại vì có nhiều bạn hỏi là cái cách mà xử lý cái con chim công mà nó nở ra đó, mà nó bị bẹt chân á, thì mình xử lý làm sao? Tiếp tục vô cái map của mình nha các bạn. Đây là cái dĩ trứng ở trên thì đang ấp. Còn ở dưới thì nó đang nở. Cái mẻ bữa nay nở thì được 10 10 11 con à. Bây giờ mình bấm cho nó cái dĩ nó quay vô trong để cho nó chống ở dưới đặng mình quay cho các bạn xem cho nó dễ. Đây nó nở xong hết rồi, còn hai trứng lại là nó hư, hai trứng lại là nó hư, nó hư phôi, nó hư phôi. Và đây là có một con nè các bạn, có một con nó bị bẹt chân nè, là mình bó nó hồi nãy giờ nó được khoảng gần gần 2 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Có nghĩa là các bạn có bạn hỏi mình là cái cách mà xử lý khi mà cái con chim con gà mà nó nở ra nó bị bẹt chân á, thì chỉ có một cách duy nhất đó là mình dùng một cái miếng vải mềm để mình quấn mình bó lại. Cái kiểu như nó nở, không biết nó nở sớm hay sao, là thường thường xuyên là hầu như là mẻ nào nó cũng có một con nó bị bẹt chân vậy chứ. Nếu mà mình ấp nhiều thì có một con hai con nó bị bẹt chân, rồi mình lấy miếng vải mình bó lại độ khoảng tầm 1 tiếng tới 2 tiếng mình mở ra làm thăm đó. Mình mở ra làm thăm nó thì nếu mà nó gom vô rồi nó cứng lại thì thôi ok. Thì bẹt chân thì chỉ có cách này thôi, chứ mình cũng đâu có cách nào khác. Cái cách này thì mình làm hồi đó giờ thì cái thằng nào mà nó bẹt bình thường thì nó gom vô được bình thường các bạn. Cái con này nó gom vô nè. Rất tiếc là hồi nãy mình bó, trước khi mình bó mình không có quay cho các bạn xem. Bây giờ mới quay, nhớ lại mới quay tại các bạn hỏi, tại con này nó nở cái kiểu như cái trứng nó bị, không biết nó bị sét hay nó bị kiểu gì mà nó bị. Đa số là những cái con nào mà nở sao á, những cái con nào mà nở sao là nó hay bị lắm. Nguyên bầy này có con này ngũ sắc mà nó bị, nhưng mà không sao các bạn. Mình bó nó lại rồi nó cái kiểu như cái này nó cái chân nó hết bẹt rồi. Cái chân nó hết bẹt rồi mà nó tại nó còn yếu á, cái kiểu như nó còn nó chưa có khô bằng mấy con này. Ví dụ nhưng mà như cái trong cái bầy này thì hôm qua nó nở, từ hôm qua tới nay rồi. Còn cái con ngũ sắc mình mới bó thì nó mới nở ra cách 2 tiếng đồng hồ, rồi mình thấy nó bẹt rồi, nó nở ra xong mình thấy nó bẹt rồi mình lấy mình bó lại á. Cho nên là nó còn hơi yếu, chắc là hơi nó cứng rồi hết á. Không thì bình thường các bạn có thể, các bạn không lấy khăn thì các bạn có thể lấy khăn giấy á. Khăn giấy như vậy nè, mình cái nào mềm 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 im im mình bó lại xong là mình có thể xử lý được. Hầu như là cái cách này thì mình làm nó hết bẹt chân, nó đa số là nó cũng hết bẹt chân các bạn. Có con thì nó gom lại mình bó nó gom lại xong rồi vài bữa cái nó lớn lên cái nó bị bẹt nữa là thua. Nhưng mà có con hết luôn. Bây giờ thì mình bắt đem ra để mà xông đèn cho nó nha các bạn. Thì mình cũng chia sẻ đi chia sẻ lại thường xuyên những hình ảnh này, tại vì nó vô mùa chim công rồi. Nó vô mùa chim công rồi cho nên là cái cách nuôi, cách chăm sóc rồi cái cách này nọ thì mình chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm. Mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó, chia sẻ đi chia lại, chia sẻ nhiều lần để cho các bạn mới, các bạn chưa nắm, các bạn nắm được. Cái con này thì chừa lại.
À, cái con này thì nó không bẹt rồi à, nhưng mà hy vọng là nó không có bị co cái ngón chân. Thường là những cái con mà nó co cái ngón chân á thì mình không có xử lý được nha các bạn. Cái ngón chân nó bị khèo á, nó bị khèo vô á thì mấy con đó thì mình chịu thua à. Hy vọng cái con này, tại là do là nó mới nở sao nên nó còn yếu thôi, mình để chút xíu nữa nó khô rồi bắt đầu mình đem ra mình nhập chung vô bầy. Ừ, tại nó mới nở nó còn yếu á chứ nó hết bẹt rồi. Bên ngoài thì cũng còn trứng chưa ấp đây à, 10 con công xanh à, mới nở với một con công ngũ sắc ở trong nữa thì được 11 con. Các bạn lưu ý là những cái hình ảnh mình quay nè là mình phát hiện là có mấy cái trang mà nó lừa đảo á, nó ăn cắp mấy cái video của mình lại rồi nó chạy quảng cáo là nó bán nó lừa gạt cho các bạn nhé. Cho nên là các bạn xem, các bạn nhớ chú ý cái kênh chăn nuôi miền Tây của mình nha. Ngoại trừ cái hình ảnh này thì các bạn thấy giống giống mấy cái chỗ chạy chạy quảng cáo thì không phải của mình nha. Cho ra ngoài cái đốm đèn liền. À, trước đó thì nó có một cái tớp gà con tre mini nó nở rồi à, mình để chung cái tớp này. Chim công con thì mình nuôi mình ấm nó lúc từ lúc mới nở, nó cũng giống như là gà con thôi nha các bạn, giống như gà con thôi nha. Nè, thức ăn của gà con nè, nói chung là mình nuôi chung với gà mà y chang như gà luôn, thức ăn với gà con rồi nước hoa thuốc ấm của gà con đó. Còn bóng đèn các bạn lưu ý với bóng đèn các bạn xong nha, xong nha, xong có nghĩa là đa số, có nghĩa là cái nhiệt độ nó hồi lúc nó mới nở thì nó sẽ cao à, các bạn xong cái bóng đèn 100W vậy nè, một cái ô mét vuông vậy nè. Nói chung là một cái ô mét vuông là các bạn phải xong cái bóng đèn khoảng 100W là lúc mới nở. Đó. Rồi cái nói chung là cái nhiệt độ bóng đèn á thì các bạn phải theo dõi, các bạn quan sát con chim con gà. Nếu mà nó xoay quanh cái bóng đèn này không á, thì chứng tỏ nó không có chạy bóng đèn thì chứng tỏ nó cái độ ấm nó vừa đủ, cái con chim con gà mình nó gãi đều cái chuồng hết à, vừa đủ. Còn mình à, chừng nào mà nó né ra ngoài về góc này nè, nó né bóng đèn là bóng đèn nóng quá các bạn phải giảm bớt nha. Còn trời mưa trời gió mà nó khúm vô bóng đèn một cục mà quá thì là nó lạnh quá. Cái hồi chiều hôm qua hôm kia à, có một khách hàng mua chim chỉ của mình đó là ấm, có nghĩa là mình chia sẻ à, hồi trước giờ ấm gà ấm chim chỉ bằng mấy cái này nè, có nghĩa là mình bảo phải làm kín gió à, kín gió các bạn ha, kín gió có nghĩa là mình bảo ấm gà là phải kín gió, ấm 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 chim chỉ là phải kín gió chứ không phải là kín mít hết luôn nha à, các bạn thấy là à, ví dụ nha là ở một cái chuồng ấm mình làm đó, cái phần đáy dưới nó kín bốn tứ phía được kín, nhưng mà ít nhất là ở trên cái nóc này mình phải chừa một cái lỗ à, như vậy để cho nó thông thoáng, để mà mình tiện mình quan sát cái con gà con chim mình coi nó có bị à, nóng quá hay không, như cho nhiệt độ nó thoát á. Mà cái anh bạn này là anh làm thí dụ như một cái ô chuồng ấm đi, anh làm bít hết luôn, che bính bính hết luôn để vô hai cái bóng đèn 100W. Trời ơi, con chim con gà nó thấy địa, anh nói là anh để vô là cái bình nước này nè, cái bình nước này nè là nó cháy nó quéo luôn đó, vậy mà con chim chỉ nó chưa chết. Cái đó là mình xem không kỹ rồi mình máy móc quá, mình không có tư duy được trong cái cách mình nuôi á, mình phải hiểu là bây giờ là kín gió kín cả nào kín, chứ cũng phải là nó có
cái lỗ có cái đường thoát hơi nữa chứ, để mà các bạn không không chừa đường thoát hơi là làm sao mà nó con chim con gà mình nó thở được, đúng không? Đây đây là cái mẻ trước, cái mẻ trước thì cũng y vậy. À, đúng lý ra là bữa nay bây giờ đến thời điểm này thì giấc trưa mà nó còn u ám quá, mình cũng đổi đổi bóng đèn đi. Nếu mà giấc trưa mà nó không có mưa thì mình bắt đầu đổi bóng đèn nhỏ này nè đó, mình tắt bóng đèn này đi. Thức ăn nước uống thì vẫn vậy, nếu nó khỏe mạnh bình thường thì các bạn cứ nuôi bình thường đó. Có nghĩa là mình phải xem cái nhiệt độ rồi mình xông xông đèn cho nó nha. Bên đây cũng vậy, bên đây nó bự hơn rồi, nó néo đèn rồi, mình phải tắt bớt con đèn này. Con đèn này hao điện lắm. À, các bạn lưu ý, có nghĩa là gà con cũng vậy luôn. Có nghĩa là mình phải theo dõi nó cần cái nhiệt độ. Ví dụ như nó thường xuyên nó bị lạnh là nó khúm lại, nó khúm cục lại, nó bị lạnh thì nó chứng nhỏ thiếu nhiệt độ, mình mở đèn lên cho nó. À, có nhiều bạn mới chưa biết á thì các bạn cứ luôn luôn lo sợ là không biết là con chim công nó dễ nuôi hay là nó khó nuôi, so với con gà thì nó dễ nuôi hơn con gà hay là nó khó nuôi hơn con gà. Thì mình ở đây thì mình nghĩ là con chim công với con gà nó cũng na ná với nhau thôi. Tại vì thường thường cái con gà mình nuôi á thì các bạn biết là con gà mình cái giá trị nó không có bằng con công. Ví dụ như con gà, ví dụ có các bạn nuôi cái con gà mà nầu thả vườn bình thường mình đi, ví dụ như các bạn nuôi 10 20 con thì ví dụ như nuôi mà lỡ nó có chết một vài con thì các bạn cũng đâu có nghĩ gì đâu, tại vì cái giá trị nó thấp quá mình không quan tâm. Còn chim công thì cái giá trị nó cao hơn, giá trị nó cao gấp hàng chục lần con gà, cho nên là khi mà đa số là các bạn mới các bạn mua thì các bạn mua 1 cặp 2 cặp là các bạn nuôi, ví dụ mua vài con các bạn nuôi rồi đó thì giá trị nó cao quá, cho nên là các bạn chú ý các bạn quan tâm tới nó, khi mà nó có vấn đề gì trục trặc hoặc là nó chết một cái là các bạn nói trời ơi con này nó khó nuôi quá. Thật sự thì nó cái kiểu nó cũng như con gà thôi, nó cũng bị mắc một số cái bệnh, và cách ăn cách uống này kia thì hầu như là như gà, cách nuôi ấm từ nhỏ lớn là hầu như là của như gà luôn đó. Nó cũng không có ăn cái gì đặc biệt khác ngoài con gà, tại vì lý do mình cũng như hồi nãy mình nói là cái giá trị nó cao, cho nên là mình ở đây mình có bổ sung thêm sâu dế cũng như là mình cho nó ăn những cái loại thức ăn cao cấp hơn thôi, nhưng mà những cái loại đó thì cho gà nó ăn nó vẫn mê. Ví dụ như gà gia cầm mà cho sâu dế vô thì nó là con nào nó cũng mê đó. Chẳng qua là gà mình nuôi, ví dụ như gà mình nuôi nó không có giá trị cao mình không có mua mấy cái đó cho nó ăn thôi, chứ không phải là chim công mà nó ăn mấy cái thức ăn đặc biệt gì hết á. Nó cũng vẫn ăn thức ăn gà, nó cũng vẫn ăn lúa, vẫn ăn rau, với điều kiện là mình phải tập nó. Nó giống như con gà thôi, ví dụ như mình ở đây mình đang cho nó ăn thức ăn công nghiệp, cộng với chuối chín, cộng với rau, cộng với sâu, cộng với dế. Lúa thì lớn lên đó, thì mình muốn cho nó ăn thì mình trộn vô. Ví dụ như các bạn muốn cho nó ăn một cái gì mới thì các bạn trộn nó vô. Ví dụ như là mình đang cho ăn thức ăn công nghiệp thì muốn muốn cho nó ăn thêm gạo, cái kiểu như thường thường mình hay cho ăn gạo lứt này kia đó, ha, bắp này kia đó, thì mình trộn vô rồi nó ăn thức ăn, rồi nó ăn có ăn này ăn kia, rồi từ từ nó quen. Đặc biệt là con công nó có tính cẩn thận đó. À, con công nó có tánh cẩn thận lắm, là nó ăn cái gì nó chưa có quen á là
nó dòm, nó ngó, nó liếc một buổi rồi nó ngắm, nó nghía, rồi nó thử lần lần, rồi từ 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 nó ăn. Rồi khi mà nó ăn được á là cái món nào ngon á thì nó sẽ ăn rất là nhiều, ví dụ như là con sâu hoặc là con dế. Mấy cái món đó thì giống như gà thôi. Ở đây thì mình có chuẩn bị sâu nè, rồi dế nè. Bây giờ mình đem vô ít sâu cho mấy cái con mà lớn lớn khoảng tầm tháng tuổi nè. Con sâu này hơi to à. Mấy cái con công nhỏ nó ăn chưa được. Ở đây mình có dế nè các bạn. Có dế nữa. Đây, cái bầy này cái bầy này là cũng cả tháng rồi nè, cả tháng tuổi rồi. Có mấy con bị nhem mắt nữa. Đang bổ sung sâu rồi cho nó cái kiểu như nó sẽ ăn vô cho nó có sức đề kháng, để nó lướt bệnh. Tại vì cái mùa mưa này là các bạn lưu ý là cái mùa mưa này là mình ấm chim con gà con là nó hay bị mà hen khẹt lắm, nó hay bị hen khẹt lắm. Cái bầy này có mấy con bị này các bạn. Đó, cho nên là mình chuẩn bị sâu dế rồi này kia, xử lý thuốc men nó xong rồi chuẩn bị rồi cho nó ăn thêm sâu nó bổ sung nữa. Bữa hôm nay thì cho nó ăn được 2 lần, nó chưa có quen lắm. Khi mà nó quen một cái rồi là để vô cái là nó bay ầm 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 gì đó. Này nó hơi nhát ha, các bạn thấy nó hơi nhát đó. Thường thường là khi mà các bạn mua chim chim công con á, hoặc là chim công mà lứa lứa vậy nè, thì có những cái bầy á là nó khỏe mạnh bình thường thì mình không có cho nó ăn, không có bổ sung thêm sâu dế. Khi mà các bạn về, các bạn mua về, các bạn cưng nó quá, các bạn cho ăn mua dế, mua sâu về cho nó ăn, rồi các bạn thảy vô, các bạn thấy thấy nó đâu có ăn liền, phải không? Nó đâu có ăn liền, cho nên là các bạn hỏi mình là sao, ủa con này nó ăn sâu ăn dế không, mà sao thảy vô nó không ăn? Có nghĩa là nó ăn nhưng mà cái lỗi nó, cái kiểu như nó cẩn thận, nó thấy cái nào lạ nó phải dòm, nó ngắm, nó nghía cho đã rồi nó mới ăn từ 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 từ, rồi nó quen rồi nó mới ăn. Nó quen rồi nó mới ăn, chứ không phải là để vô là nó ăn là liền đâu. Nó không giống như gà. Chứ chắc tại cái này nó ăn được 2 bữa rồi nè, nhưng mà tại sao, tại mình cầm cái máy quay cái nó thấy nó hơi nhát nhát á, chứ còn nó ăn được 2 bữa rồi. Rồi bữa đầu để vô là hầu như là nó mổ lên rồi nó quăng 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 rồi sâu nó rớt với cái nền chuồng ở trên này. Nó ăn không có được. Đó. Cái nguồn thức ăn nó là dễ lắm các bạn. Ngoài vườn mình có đa số là ví dụ như ở đây mình thích nhất là cho nó ăn chuối chín. Chuối chín nè. Chuối chín là nó tiện, nó dễ ăn nhất. Nó bổ nhất. Còn rau xanh này kia thì chim công thì nó khoái ăn bồ ngót này kia gì đó. Nếu mình có trồng bồ ngót thì mình ấy vô cho nó ăn. Hầu như trồng cỏ, thấy mấy anh em nuôi người ta cũng trồng cỏ ở ngoài, cái kiểu như cái chuồng nó giống như là cái kiểu bán hoang dã, là trồng cỏ ngoài rồi cho nó ra. Cái cỏ thì cái kiểu như là cái cỏ nó tự mọc á thì nó lại nó mổ nó rỉa nó ăn, thì nó ăn cái kia cỏ gì nó cũng ăn nó được hết trơn. Nhưng mà mình bước vô á, mình bước vô thì nó không ưa nha, cái kiểu như giống như không biết cái cỏ mình bước vô nó bị đắng hay sao, mà thường thường con gà cũng vậy đó. Cái cỏ mà để cho mọc tự nhiên trong chuồng là nó ăn sạch bách hết trơn à, cây gì nó cũng mọc nó cũng ăn được hết trơn. Nhưng mà khi mà mình nuôi mình nhốt nó rồi mình bứt ra ngoài mình tẩy vô nó không ăn, biết cái nó cái mùi vị nó khác, nó bị đắng hay sao á. Với thường thường là các bạn khi mà các bạn mua về các bạn thấy bỏ thức ăn rồi vô nó này kia nó ăn ít hay là không thấy ăn, thì cái đó là cũng bình thường các bạn. Tại vì con công này nè, cái bản chất nó là nó đã ăn ít rồi, nó không có giống như là
là con gà nó nhào vô nó ăn ầm 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 đâu. À, các bạn thấy hồi nãy là mình cho nó ăn sâu, bây giờ mình đem dế vô mình cho nó ăn nè. Dế vô nó cũng chưa quen mà, cho nên mình thảy vô từ con vậy đó. Nè. Đó là trở lại với cái các bạn thắc mắc thường thường xuyên là thường 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 khi là đem về cái để đồ ăn vô không thấy ăn, tại cái loại ăn ít, như hơn nữa lạ chuồng. Cái con chim công á, thì thường thường là mình để trên chuồng ấm này nè. Khi mà mình ra ngoài cái chuồng đất á, nhiều khi mình bắt từ cái chuồng ấm ra tới chuồng đất á, nó nằm chết chân đó từ nguyên một buổi sáng vậy đó. Ví dụ sáng 7 giờ sáng bắt nó nằm chết chân tới 9 10 giờ sáng vậy đó. 9 10 giờ trưa, 1 giờ trưa vậy đó. Giờ nắng giờ nôi nó cũng nằm chết chân vậy đó. Nó cái kiểu nó lạ chuồng, nó thấy người từ từ nó quen. Từ từ nó quen rồi nó mới chạy nhảy tới lui. Chứ còn không là nó lạ chuồng là nó nằm im gu à, im ghe à. Con chim công bự cũng vậy. Nhiều khi là ở nhà thì bắt nó bay nhảy ầm 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 ầm, nhưng mà khi bắt vô chơi vô lồng vô chuồng rồi nó bắt đầu nằm im gu, thì tới chỗ thả ra thì nó mới bay, chim bự nha. Còn chim con mà cần khoảng bằng bằng bắp tay bắp chuối, lại nhiều khi đi tới chỗ rồi bán rồi thả ra cho người ta nói ủa nó bị bệnh là sao mà nó nằm im gu vậy, có tại nó vậy đó. Nó tại nó nằm im gu vậy chứ không phải nó bệnh. Thả ra nguyên bầy thì quả mai nó còn đi, với còn nhiều khi nó bay ra một hai con thì nó cũng nằm chết chân đó. Bác mình muốn làm gì mình làm. Mới nãy ăn sâu dế rồi mầm, bây giờ nó ngủm một con không rõ nguyên nhân luôn, tại vì nó mập lù hả. Nó mập lù à, nãy giờ cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Nó có bị nhem mắt xíu nhưng mà nó hết rồi, mà nó mập lù à. Đây các bạn thấy là không phải các bạn mới tay các bạn nuôi mới chết, mà mình cũ tay mình nuôi cũng vẫn chết bình thường. Có nghĩa là mình nói nó giống như con gà thôi, mình nuôi thì nó phải có chết thôi, nhưng mà tại chẳng qua là cái giá trị nó cao quá cho nên là mình thấy mình tiếc thôi. Chứ nhiều khi là các bạn cứ nghĩ là các bạn mới tay các bạn không biết các bạn nuôi chết, mình đây mình chia sẻ thiệt là mình nuôi nó cũng vẫn chết lai gai lai gai gai, cái kiểu chết chết bệnh có rồi chết không rõ nguyên nhân có. Đó. Các bạn thấy giới thiệu các bạn đây là cái bãi cái bãi để thiêu nó, vừa lấy gươm ra đốt nó xong rồi mới đào thảy xuống cho cá ăn. Biết nó có cái kiểu như ví dụ như nó có bệnh thì này kia mình đốt mình nướng nó đi, mình nướng nó lên đi rồi mình cho cá ăn vậy nó an toàn hơn. Chứ bây giờ cái con sống này thì mình chôn mình phải gãy voi này kia, để nhiều khi nuôi nhiều quá rồi không có chỗ chôn. Bây giờ hầu như là đa số thì thường thường anh em người ta nuôi gà nhiều, người ta nuôi một cái hồ cá chê phi đó, xong cái ẩu, người ta ẩu thì người ta đe thảy xuống cho nó ăn trực tiếp luôn, còn mình thì mình nướng nướng hết rồi. Ở đây mình không phải cá chê phi, mình cá dồ nha, mình nướng cái dồ mình nó cũng thành cá chê phi luôn rồi. Nó ăn gà nướng riết thì nó quen luôn rồi. Nuôi số lượng nhiều là không thể nào tránh khỏi các bạn ơi, nó không có gặp cái này nó cũng gặp cái kia hả. Nướng con này là bảo đảm ngày mập lù luôn, tại vì nó thường 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 là nó có một cái loại bệnh mà nó bị cái kiểu như là nó bị ký sinh trùng đường máu á. Đa số là chim công là nó bị bệnh đó là nhiều nhất, bị ký sinh trùng đường máu, có nghĩa là nó không nó bị ấm nhách à, ấm nhách còn xương da không rồi nó chết á. Là đa số là hầu như là hết 80% nó bị đó rồi, còn lại là những cái bệnh không không rõ nguyên nhân.
Xong rồi các bạn, thành phẩm rồi, mập lù luôn như con giỏ giẻ luôn. À, mấy con cá dồi nó ăn giết cho nó ghiền luôn. Nhiều cái mà bởi vậy nhiều khi mà các bạn điện hỏi mình thì không biết sao nó nuôi tự nhiên nó chết, mình cũng không biết nó chết luôn. Ở đây mình cũng gặp trường hợp đó nha, nó mập lù luôn, nướng chảy mỡ luôn, bong bong lên ha, cả ghê không. Ngon ghê không, mắt thèm luôn chứ bộ. Tẩy xuống cá giò quất, cái dầu thảy xuống nó nóng quá, nó không ăn, để nguội nó mới ăn. Ê, chim công bố mẹ của nhà mình vẫn còn đẹp nha các bạn, rất là đẹp. À, tại vì trời nó hơi tối, trời mưa hoài đó, cho nên là công trắng thì nhìn nó hơi lem màu. À, nhưng mà nó cũng còn đẹp, tại vì năm nay nó đẻ trễ, nó trễ nó, chỗ mình nó đẻ trễ hơn ở chỗ khác, cho nên là lông nó vẫn còn. Còn một số nơi thì nó rụng lông đuôi rồi. Các bạn mình nhắc lại một lưu ý một điều nữa, đó là hiện nay có rất là nhiều cái trang nó lừa đảo, nó ăn cắp mấy cái video của mình nè, rồi nó đăng, nó chạy quảng cáo, nó bán đó. Các bạn lưu ý kỹ nha, các bạn lưu ý kỹ nha, cái kiểu nó lồng tiếng quảng cáo vô á thì là không phải chỗ mình nha, nó bán giá rất là rẻ luôn. Hôm nay là coi mấy mấy trang rồi vô chửi nó, rồi nó chặn mình hết rồi. Là tới mùa công là nó lừa đảo nhiều lắm nha các bạn, nhiều lắm nha. Ở đây thì mình hoan nghênh các bạn nào mà đi tới tận nơi để mà mua. Mình ở đây là gần trạm y tế xã Nhân Phú, huyện Mang Thít của tỉnh Vĩnh Long. Chim công nhà mình thì hàng thật, không có nhập ở bất cứ chỗ nào hết á, là mình đẻ ra ở nhà, ở đây mình nuôi rồi nó sinh sản ra rồi mình bán luôn. Cho nên là một số mình cũng không bì được, với một số nơi người ta anh em người ta ở gần một số cái trại lớn, hoặc là ở gần ở mấy cái gần biên giới Trung Quốc này kia đó, người ta có thể nhập được công ở nước ngoài, công Trung Quốc rồi đem về thì người ta bán cái giá nó rẻ hơn cô chỗ mình. Cho nên là nhiều khi các bạn xem một số nơi nó giá nó rẻ hơn, rồi các bạn cứ hỏi là tại sao ở chỗ mình bán mắc hơn mấy chỗ đó, thì xin thưa các bạn là mình không có so sánh được nha. Tại vì mình ở đây là công của mình nó có số lượng không có nhiều, mình nuôi đẻ trực tiếp tại đây rồi mình bán cho các bạn. Chứ còn ở đây thì mình có 12 con máy đẻ, năm nay mình có 12 con máy đẻ thôi. Thì nếu mà nó đẻ đạt thì nó tầm mình được tầm khoảng 200 con à, chứ không có nhiều. Còn một số trại lớn người ta có thể nhập được, người ta cái điều kiện người ta có thể gần gần người ta biết cách để người ta nhập, thì người ta nhập được số lượng nhiều, cho nên là người ta bán cái giá nó rất là rẻ. Đây là cái công hậu bị nè các bạn, công hậu bị, cái này công hậu bị nha. Đây là một số chim mái công hậu bị. Công hậu bị này thì nó qua mùa, qua năm sau mà cỡ tha để đẻ qua mùa năm sau á, có nghĩa là công máy mình nuôi nó tầm khoảng 2 năm thì nó đẻ, 2 năm thì nó sinh sản. Còn con hậu bị này thì của mùa rồi, thì tới thời điểm này thì nó hơn một năm rồi, nó hơn một năm rồi. Tới năm sau thì nó khoảng nó đẻ ngay chân cái lứa này, thì nó khoảng 2 tuổi là bắt đầu nó đẻ trùng với cái lứa này luôn. Mình để lại khoảng chục con chim công mái hậu bị để nó, nói chung là của nhà mình nuôi bao nhiêu thì mình bán bao nhiêu. Tại vì mình nhập đi, tại vì công mình nhập đi đa số là ở xa xa nuôi không à, rồi mình nhập xong rồi mình đem về chỗ mình, rồi nó èo uột, rồi mình bán lại cho người ta liền, nó èo uột, cho nên là tỷ lệ rủi ro nó cao dữ lắm. Cho nên mà thường thường là bán cho khách hàng mà nghe khách hàng báo là nó chết là thấy không vui, là thấy không muốn bán lần hai nữa rồi đó. Tại vì không biết, nhiều khi là mình bán, một là nó cái kiểu như nó xa quá, hoặc là nó trái khí hậu, hoặc là
cái cách của người ta nuôi nó không có đúng, nó không có đúng, cho nên là nó dẫn đến chết. Nói chung là nó chết thì nó nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân nào thì mình nghe báo cáo vậy là mình cũng không có vui rồi. Thôi thì cố gắng làm cái kiểu mô hình ở nhà, mình có bao nhiêu mình bán bao nhiêu. À, bạn nào chơi chê chim công hay là gà khó nuôi thì nuôi vịt nha. À, bạn nào quan tâm tới vịt giống vịt đối của mình thì hiện tại thì mình còn được một cái bầy vịt tơ nó khoảng 3 tháng tuổi và hơn 3 tháng tuổi nè các bạn. À, mười mấy con, hình như là 13 con hay vậy. À, lúc gà công thì nó đẻ nhiều, nhưng mà vịt vịt thì nó ngưng đẻ rồi, cho nên còn cái tớp này hết rồi. À, rồi gà tre mini lúc này nó cũng đẻ ít nữa, chim chỉ 7 màu thì nó chưa đẻ. Đó, đây là vịt, vịt thì nó dễ nuôi rồi, không 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 cần phải bàn rồi, dễ nuôi mà dễ thương nữa. Đó, chỉ cái là nuôi nó là phải có cái thao nước ở tắm thôi. Ví dụ như mình nuôi nhiều á, mình nuôi nhiều, mình nuôi lâu thì mình ở đây mình xây cái hồ nó tắm. Còn các bạn nuôi ví dụ nuôi một cặp thì để cho nó một cái chậu nước được rồi, ngày nào cũng thay được rồi. 4 con bự ở trên là 4 con mẹ nha, còn ở dưới là vịt con, vịt con đó. Dế thì nó phái ăn kinh khủng luôn, dế thì nó phái ăn kinh khủng luôn, khỏi nói. Cho dế bao nhiêu nó ăn cũng hết vậy. Mà mấy con vịt này mà xách cho nó ăn quen rồi, bắt đầu xách cái thùng dế đi ngang là nó rượt theo mình liền. Cưng lắm. Nó thì chỉ tập hồi vịt con thôi, chứ còn vịt lớn là phải dế ra là bữa bữa bao nhiêu cũng không đủ. Các bạn nào mà đã xem rồi thì các bạn thông cảm nha, tại vì cái hình ảnh thì mà vô mùa, chứ tại vì ở nhà nuôi có nhiêu đó cho nên thường quay quay thường xuyên, cái kiểu như là cập nhật các bạn xem vậy đó. Rồi, có gì thì các bạn cũng các bạn xem rồi thì các bạn thông cảm, ví dụ mình cập nhật lúc nào còn cái nào còn cái nào còn cái nào đó, để nhiều khi các bạn xem những cái clip mà quay 1 năm trước hay là 1 2 năm trước thì các bạn hỏi thì cũng hơi khó. Ví dụ clip này thì mình quay ngày 7 thì mình để gõ là ngày 7 tháng tháng 6 năm 2024 để cho các bạn tiện tiện theo dõi, để mà tiện mua bán luôn cho nó dễ. À, bên đây cũng là tấp bố mẹ, bên đây cũng là tấp bố mẹ. Có một thằng này nó ấp có mấy trứng à, mà ấp là hôm nay họ cũng không thèm kiểm tra coi nó có ấp được mấy trứng cuối cùng hay không, biết ấp được sao nữa. Nghe nói dế vô cái bắt đầu lấy mỏ thì lắp trứng lại cái đi ra đây ăn dế rồi, khôn cực kỳ. À, vịt ấp giờ thấy mắc cười lắm mày, vịt ấp giờ thấy mắc cười lắm. Mà nó ấp cái mình cho nó ăn dế, nó chung ra chung vô nó ăn riết nó bỏ ấp, cho nên là hạn chế, lâu lâu mới cho ăn cử thôi, chứ ngày nào cũng cho nó ăn nó chung ra chung vô nó hư trứng hay gì, nó kiểu như nó hư trứng hay gì cái nó bỏ ấp. Cho nên là lâu lâu bữa nay là có cơ hội là lên phim, cho nên là mới quay thôi, mấy cho ăn thôi, chứ thường thường là đợi nó ấp xong, nó đẻ xong rồi mới bổ sung cho nó, chứ đang ấp là không dám. Bữa nay là ngoại lệ khóa lệ. Cưng. À, nhà thì lúc nào cũng giữ chữ chuối nha các bạn. À, chuối nhà trồng rồi mua thêm vườn chuối của chú ba kế bên nữa. À, thường thường thì thím ba, nhưng mà bữa nay thì gặp chú ba vô đốn chuối và cần bán. Đây là chú ba đây các bạn. Đậm 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 chất nông dân nha.
Đã hết bệnh chưa? Đỡ rồi, Chừng nào mới đi lại được? đi vòng vòng nhà được rồi, không dám đi xa. Mà con mắt bé cũng chưa bằng bạn được. Thuốc thuốc ghê mà có trái ớt trong đó kìa. Bé cho thằng đó nó dễ cho ăn sáu ăn nhá. Ớt non. Nói chừng, cái chừng bỏ trái ớt vô chấn hút cay xé. Ớt này chưa, ớt chưa hay chín đỏ kìa. Sao nãy không để trong mát nè? Đắp gốc lại. Cái lật ngang ta đắp gốc lại. Ghế ngang, đổ đắp ngang này rồi à. Có một chuối đốt vô từng đó nay cả tuần lễ rồi chưa chín kìa. Nó không dạ. Không biết cái cho gì nó dạ rồi. Khớm bệnh chứ nhiều không? Không bé được. Không có bán cho bà. Nhiều ngoài có. Bán cái cho bán gì? Chá. Anh biết vợ tôi quá. Này nay bán ba buồn gì ngoài nói ăn cắp chân còn con buồn. Không mà nó đi. Lấy cái kiếm cái nắp cháy trên kìa. Thùng giấy đó. Giấy trên kìa. Thùng giấy á, thùng giấy á. Sao ngộ cho một chú cao chín mà cái vỏ nó dày dù à, nó không mùi luôn đó, nó ngộ à. Cao lâu cho nó lâu chín lắm. Nó mau chứ chú mà sao kỳ vậy, đợt này sao kỳ vậy biết, mùi nó kỳ vậy biết nè. Ủa nó cái thùng này tới gần cả ký dữ hả kìa. Ừ. Đó. Thùng tan ký à. Nãy giữa cho ngon hơn nãy đậu. Cái buồn chuối nằm mấy bên Vũng đầu Vũng bển còn buồn bên đây đâu bút nằm nở cái bự vậy đó. Dạ chưa? Dạ rồi. Trong đó. Mà thôi để từ từ. Đúng sớm quá à. Chim ăn xiết. Tính không mà không lấy nữa mà thôi đó cho nó. Ủa, thằng ấy này chỉ có nữa nè. Ba chục ký luôn rồi. Hồi nãy nó có buồn đây nè, buồn chín hơi nhiều nè. Lúc nào? Ở ngoài. Buồn chín đó. Buồn chín. Mẹ không nói cái trường nào hết. Vậy là cái buồn nhỏ phải không? Buồn nhỏ chín trái nhiều á. Buồn. Thì cắn mẻ đi rồi một lát nữa rồi, thí dụ cho nó 10 ký hơn nhiêu đó. Cho nó đi học luôn. Đi vô trong túi quần sọt có gốc lấy cái bóp nhỏ ra bởi. Trong túi quần sọt á. Nó biết được rồi, cái đi. Sao kia? 33 ký hả? 33 ký thì cho thằng nhỏ 13 ký. 13 ký với 3 lỗ nha. Trời ơi. À, hai cho nó 10 ký đi. Mấy này heo heo đuổi nãy cho bốn nãy không? Bốn nãy à? Bốn nãy cho 5 ký đi. Bốn nãy 5 ký. 20 ngàn. 33 ký thì 34 12 120. 12 ngàn nữa rồi 132 ngàn. À, lấy ra 132 ngàn nhà trả ông ba coi. Móc ra. Trăm ba mươi hai ngàn. Không có tiền lẻ thôi. Có 100, đưa 200. Vô ngoại kêu ngoại hay vô kêu mà út lấy thêm tiền lẻ chứ ông ba đâu có tiền lẻ đâu mà đưa. Rồi ngon hết sức ngon. Chứ chồng nghĩ chứ lâu lâu cái gì nó bục hoài à.
Bữa hổm nó bục cái một buồng ở cặp chỗ cái cây sầu riêng cặp cái dũng vắng á. Chú biết ai bụp không? Ăn còn chừa được mà chú ơi, được rồi. Đâu ta ta ấy chừa ăn. Hôm trước hôm đó cái buồng chỗ cặp cây dừa mới đốn cái là dừa dừa để dành lại rồi cho lội vô nó đúng rồi, rồi đưa ba 33 kg 4.000 kg phải không, 30 kg thì nó 120 bằng 3 kg kia 12.000 nữa là 132 nè, mày 30 nè được không? Ồ, 200 cá mà chia tay 2.000 lẻ nữa luôn. Có hai đó về về đừng nói nha, có buồn nào chứ còn có buồn chú cao rồi vô nó đốt chơi người bà vô chổng rồi coi. Năm nay 60 tuổi chưa chú bà? 66 hả? Ồ dữ ha, dữ ha. Mạnh khù ha. Mạnh gì? Cũng cứng rồi chứ nhỏ đâu. 66 à, lớn dữ ha. Dài năm nó 70 rồi. Sao đó của nó cũng lát múc nước. Bữa đó muốn cho nó chín ấy thì cột dây treo lên là chín từ 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 tới hoài đó. Cột dây ta treo lên cái là chín ta xách ra chín ngộ nó chín thúi nó dễ nó dễ nhất hả? Ừ. Chắc là chú là chưa già hung hay gì quá. Con chuối này nó gì kỳ cục cái chú ơi, gì á. Con chú lượt hai bộ rồi kia kiếm rồi. Chú coi nè, hai tuần lễ này nè, đâu có ngon đâu. Nó chưa thẳng trái hùng mà. Chưa thẳng trái nhưng mà chú ta cũng chín luôn. Kỳ cục. Chảy mà nó còn nhẹ nhẹ. Vừa luôn à, vừa luôn. Không bảy về, không bảy về. Bỏ bảy lâu lâu mới vô đón và vừa luôn. Bỏ xuống cam nha. Cam lấy mấy nhà. Đâu rồi, mấy nhỏ này về ở đâu rồi? Đâu rồi, nó đâu rồi? Oh, wow.